tất cả mọi người đã quay trở lại với Kid Run của mình. Hôm nay thì mình đã tiếp tục trở lại sân bóng và lại tạo cho anh em một cái mini game nhỏ nhỏ và sẽ rất là thú vị đây. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 6 chiếc ghế ở đây. Thay vì hôm nay sút bóng bay này, bóng gì đấy hay là vòng vòng gì đấy, thì hôm nay mình đã chọn sút ghế cho mọi người. Một cái idea này cũng khá là độc lạ đấy. Thì ở đây là có mình đã chuẩn bị 6 chiếc ghế và trên mỗi chiếc ghế thì sẽ có một tờ giấy như thế này. Và tờ giấy này là gì thì mình cũng không biết nữa, tại vì nãy mình ghi xong rồi mình đảo lẫn lên rồi. Đấy. Bây giờ thì nhiệm vụ của mỗi người là sẽ phải sút đổ chiếc ghế này từ cự ly ngoài kia khoảng 20m. Ai mà đổ chiếc ghế nào thì bốc cái đấy, được cái gì thì làm cái đấy. Sẽ có hình phạt và phần thưởng. Hôm nay thì sẽ không chỉ có thưởng không mà sẽ có thêm hình phạt nữa để cho video thêm thú vị nha mọi người nhá. Và ở đây thì sẽ có 6 người. Mình này, An Tuấn, Hiếu Béo, Văn Anh, Dũng với cả một người bạn nữa. Đấy. Đang luyện tập đấy các bạn ạ. Để xíu nữa sút mà không biết có trúng hay không. Bây giờ thì cùng bắt đầu thôi. Và mỗi người sẽ có 2 lần sút nhá. Ai mà sút mà không biết hôm nay ai sẽ là người lụm được nhiều hình hình phạt nhất. À không nhầm, nhiều phần thưởng nhất đó mọi người nhỉ. Mọi người cùng đón xem nhá. Và đây là những người chơi của ngày hôm nay. Mình này, An Tuấn đang quay video, ông bạn già, Dũng, Hiểu Béo và Hoàng Anh. Thì ai sẽ là người đi trước đây nhỉ? Có chế độ không? Không chế độ, cái này là riêng lẻ. Ai phân ai lấy no. Thôi để em đi trước đi. Nhưng mà cái ghế này tôi nhớ không nhầm là ông mượn của chủ sân mà. Nếu mà xuống gãy làm sao? Gãy thôi phải đền nữa chứ còn sao nữa. Bây giờ nhá, ai mà sút đổ cái nào rồi thì mình sẽ bỏ cái đấy ra luôn. Thì chỉ sút những cái còn lại thôi. Và mỗi người sẽ có 2 lần sút. Mình sẽ là người đi trước này. Mình mà vào hình phạt luôn thì mình cũng chịu mình đấy. Ai mà sút trượt thì sẽ phải chống đẩy 2 cái nhá. Ok. 2 cái có ít quá không? Làm 2 cốc nước đi. Uống nước cho cuộc sống nó. Ok, uống 2 cốc nước nhá. Ok. Càng sút đầu thì càng có lợi các bạn ạ. Đúng rồi, càng sút đầu thì càng có lợi. Nào. Không biết là phần thưởng hay hình phạt đây. Đâu rồi? Mày đâu rồi? Đây các bạn ơi. Ok, không biết nó cái này là cái gì. Bỏ tạm ra ngoài đã đây. Không biết phần thưởng hay hình phạt đây, em vừa mới mở đầu mở màn cho anh em này. Các bạn ơi. Bị bốc ra. Anh có. Rồi xong. Đem vôi ạ. Để tôi bôi cho bạn già nha. Ok ông bạn già. Các bạn ạ, không phải là đi đầu là cũng tốt đâu. Cái khoảnh khắc mà chủ kênh bị tô son. Vừa mới vào game. Hôm nay mình sẽ thực hiện bôi hình mèo. Thử thách duy trung được tô son mọi người ạ. Đấy, duy trung được gì qua đây mọi người xem. Bắt ra ngoài đây. Đó là xinh thế nhờ. Thầy tôi cho lại từ thương nhá. Cho lại từ thương. Ôi, các bạn ơi. Ông bạn già được tô son. Ông bạn già. Ok. Ông bạn già tô son chẳng chẳng chứ nghiệm gì cả. Ông bạn thơm cái. Chẳng ơi. Ông bạn già nó gon gì mà hết cả thôi rồi. Mình tô son cũng chuyên nghiệp hết các bạn nhỉ. Này sắp rồi, đến lần thứ 2 của ai đi. Này sắp mà anh thấy ví dụ nhá, mà có 6 cái đúng không? Ví dụ sút 1 cái rồi. Mà bỏ luôn ra thì ví dụ đến anh lượt sút thứ 6 thì hết rồi còn đâu lượt sút. Đúng không? Thì anh nghĩ là vẫn để ghế nhưng mà mình thay phần thưởng hoặc hình phạt ở trên đó thôi. Ok. Thay anh. Thế đi. Ok. Rồi, ok. Ok. Để vào. Rồi, cho em mượn một cái này xem nào. Lucky lên nha. May mắn này. Lucky draw. Ok. Ok. Lần đầu tiên của Văn Anh. Bắt đầu. Ông bạn ra. Đéo tin. Ôi, đủ 2 cái luôn kìa. Rồi, chưa luôn cả 2 cái. Chưa luôn cả 2 cái. Rồi xong. 2 cái đều là hình phạt. Không biết là nó là cái gì đây. À mở ra cho cameraman xem. Rồi xong. Chưa. Chưa. Còn cái nữa là chắc là ăn gì rồi, ăn tỏi, ăn chanh, ăn ớt rồi. Một bịch khẩu trang. À, được một bịch khẩu trang. Đưa luôn đây. Ok. Đưa cứ chui háng đi đã. Văn Anh đã được một bịch khẩu trang trong thời kỳ Covid này mọi người ạ. Cũng khá là may mắn đấy nhở. Đây bây giờ tất cả dàn hàng đứng dàn hàng ra xong rồi anh sẽ để bịch khẩu trang ở dưới hướng cư. Tất cả lấy bịch khẩu trang. Hợp lý cái này hợp lý này. Ok hợp lý. Các bạn ơi, đây là bịch khẩu trang. Và bây giờ mình sẽ phải lấy nó bằng một cách rất là dân lan. Chỉ qua những cái núi đi xì các bạn ạ. Nghiêm cấm nha anh em nào, đừng xì nha. Lấy đấy. Nào đừng kẹp. Rồi chúc mừng Văn Anh đã lấy được một bình khẩu trang. Thật sự là khẩu trang này nó cũng không có đắt đâu như
khâm phục tinh thần của bạn Vương Văn Anh. Trong thời buổi đại dịch khó khăn như thế này mà có tinh thần như vậy là rất đáng quý. Một bịch này, một bịch này không phải 20 đấy anh nhỉ? Hay như Văn Anh. Ok, bà bây giờ sẽ lấy lượt thứ 3 của anh nào. Để lượt của mình nhá. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhá. Các bạn cùng xem Dũng sẽ sút vào đâu nha mọi người nhá. Đéo. Lên. Xịt. Oh. Đi vào vết xe đổ của mình rồi. Tại sao mọi người cứ sút vào cái ghế đấy nhỉ? Thế rồi, chuẩn bị đi vào vết xe đổ của mình rồi các bạn ạ. À, cái gì đây? Từ từ. Quay vào cao đi, quay vào cao đi. Hai mươi ca. Chiến đôi. Khá là may mắn đấy mọi người ạ. Lượt thứ 2 mới cao. Khá là lâu rồi, lên nào. Ôi, cái này chơi đôi nhé. Muốn video trao thưởng sau nhá. Trao thưởng luôn đi cho nó ông mừng à. Ok chưa? Số đỏ thế nhá. Đi tiêu giàu thế, có hẳn 20.000 trao thưởng. Ôi, ông mày đỏ quá không? Đúng mà áo đỏ, khăn đỏ thật các bạn ạ. Thôi bây giờ đây là thứ tư của ai nào? Đây là cơ bộ ông mất. Hiếu với cả Hoàng Anh xuất đi, để anh xuất cuối nhá. Thế này anh. Thôi đi em. Ok, và bây giờ sẽ lượt đầu tiên của Hiếu Béo. Lần thứ tư của mọi người. Hiếu Béo. Cao thì Hiếu số 10. Ôi trời ơi. Dính luôn kìa. Dính bóng luôn. Làm gì đây? Ôi trời, có vẻ game này hơi dễ rồi các bạn nhỉ. Nó là cái gì? Nó là cái gì? Cho các bạn xem em nào. 10k. Ôi trời ơi. Anh ấy cũng cây nhau được hơn 5 rồi đấy. Ôi. Cái này chơi nhau 5k được cơ. Hiếu Béo cũng được 10k luôn. Mỗi người 5k. Mỗi người 5.000. Được nhá. Thôi bạn chủ kênh lại ra lấy tiền. Ok. À, 10k trao thưởng luôn tao hiểu không? Trong khi những người bạn toàn được 10-20 nghìn thì Văn Anh cũng hái về cho mình một hộp khẩu trang. Son các bạn đấy, các bạn thấy mình xinh nhỉ? Đến nào Hoàng Anh. Ok, đến lượt của Hoàng Anh. Và bây giờ sẽ là lượt thứ 5. Lượt của Hoàng Anh. Hoàng Anh là lượt áp chót rồi, anh Tuấn sẽ là người chót. Ôi vâng của cô. Tí nữa thì đổ luôn cái kia nhá. Lại đi vào vết xe đổ của Hiểu Béo này. Được. Có vẻ game này dễ quá nên là anh em nào cũng xuất chúng. May mình cho tiền ít. Cái gì đây? Nó là cái gì đây? Nó là cái gì đây? 100k. Ui trời ơi. Quá là điều bình thường luôn. Bạn ban tổ chức lần này 3 lượt sút. Hỏng rồi. 20.000 rồi 100k. Từ chơi giờ tôi luôn các bạn là một người bạn thân. Nên là bạn có đi chết. Oh my god. Lại bị chết ra lên tiền. 100 bạn ơi. Bạn nên trả lại cho tôi 100 bạn ơi. Tí bạn trả lại cho tôi 100 thì tôi lấy lại phần thưởng cho anh em khác. Mỗi người là 2 lượt sút đúng không? Các bạn ơi. Cái gì vậy? 3 lượt sút, 3 lần đều thưởng luôn là như nào? Tổng là 130. Úi dồi ôi. Lượt của An Tuấn này. Bây giờ lượt cuối cùng của An Tuấn. Lấy thì ba anh em đều ba anh em lên tiếp tục được thưởng của anh Tuấn. Đấy, mình nghĩ là có cái gì tâm linh ở đây các bạn ạ. À? Chả nhẽ một lèo các bạn được thưởng rồi chả nhẽ lại đứt đoạn ở mình. Không thể nào. Ô, vẫn cái cũ. Lại cái cũ luôn. Đấy. 300.000. Chết thôi các bạn ơi. Cái gì đây? Mình xem nó là cái gì. Mặt luôn rồi. Mặt luôn rồi. Ném hai quả bóng nước vào đầu. Đấy, bóng nước thật à? Tuấn à. Nhưng mà ví dụ mình đứng ở đây, các bạn đứng ở kia ném, mình được quyền ném vào đúng không? Không anh, anh cho ném. Anh phải đứng yên. Chỉ mỗi đó là ném vào đầu thôi mà còn nói là không được lấy gì đâu. Đúng rồi. Đúng không? Đấm tay cái. Đây đây quay đây cơ mà. Đây quay ra đây. Anh em trên tay thì ai cũng có rồi. Bây giờ thì An Tuấn nó chuẩn bị vào việc. Đứng im. À. Anh em đứng xa đây. Đây đứng sau anh ghế. Đây. Ông đừng có lé. Từng người ném một để em ném chơi đâu. Từ ném sau. Và bây giờ sẽ là hình phạt cho An Tuấn. Đứng vào. Ơi, dẹ. Ném. Có cái ném một tập trung vào nào thôi các bạn ạ. Ném đi. Vãi trưởng à. Ác tuấn này có vẻ khá là may mắn. Các bạn này gà quá. Không ném trúng vào nào ạ. Non lổ nữa kìa. Và bây giờ sẽ quay trở lại với lượt thứ hai của mình này. Đi chung sút. Ôi. Anh em đổ. Anh em trong lúc duy trung sút không chùi ẻo đi. Ơ kìa. Phải chùi nhiều vào.
nghe mày hôm nay kiểu bị thiếu năng lực cái nào ấy. Cái gì nào? Lắm cho mình cả. Trời ơi, mày quá. Chụp clip. Mày quá các bạn ạ. Miệng thì cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Nhưng mà có đúng phân tưởng đâu mọi người nhỉ? Ôi, mà mình hết phân tưởng rồi. Anh em ơi, bây giờ là 3 cái hết phân tưởng rồi. Chỉ còn 3 cái thôi. Đấy, nên là anh em cố gắng nhá. 3 cái hết phân tưởng rồi. Vậy là đã hết phần thưởng và hình phạt ở 3 cái ghế. Chỉ còn lại 3 cái cho 5 người. Ông ăn hết đi xem nào. 100k. Đó. À đồ. Anh lừa đấy. Anh lừa. Em biết ngay mà. Bị vợ mà. 100k mà. Bị vợ hôm nay. Cái gì đây? Nó cho mở cái đấy trước. 100k giả đấy. 100k. Ông ấy bị về. Nãy mình nhớ mình ghi có mất một tờ 100k mà ông ấy được rồi. Ông ấy được cái gì nữa? Không có lượt sút sau nhá. Buộc hai tay dài vào lượt sút sau. Ok, buộc hai tay dài vào lượt sút sau thì không có. Này, dài rồi. À, lại bị ném một quả bóng nước vào đầu đấy. Thế bạn. Vết son vào môi. Nãy là vẽ ở mặt, còn cái này vẽ ở môi. Mà nãy ông vẽ ở môi tôi rồi, nào thì bây giờ thôi tôi vẽ ở mặt ông đi. Chiêu. Không, vẽ ở môi là vẽ ở môi. Ok thì tôi vẽ ở môi. Đây, bạn vẽ đi. Ok. Ôi, lượt sút thứ hai thì bạn anh end game luôn rồi. Đây là hình phạt của Văn Anh nhá. Áo. Áo, không chơi ạ. 1, 2, 3. Này chỉ Văn Anh à. Tới nào đi, nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào. Thôi. Chưa. Đây bạn của Văn Anh nhá. À giờ chịu lúc ạ. Anh Tuấn làm việc đi anh Tuấn. Vừa nãy ném mình nhiệt tình lắm các bạn. Vừa tao mày phải đuổi anh ạ, tao mày phải đuổi nó ném. Không quá. Ném đi anh. Ôi. Hơi, anh Tuấn ném chán thật. Có mỗi một quả mà nhường lại cho rồi mà không làm gì được. Vậy là hai ông bạn già. Nhìn mấy anh em đỏ. Đó xem vào đây xem vào đây xem. Ok thôi, tạo ra một cái mini game vui vui cho anh em thôi. Thì clip đến đây qua kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một share, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhá. Bây giờ thì bye bye mọi người.